Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và như bạn thấy, hôm nay chúng ta đang nói chuyện với nhau qua một cái khung hình này, do tạm thời là mình đang chuyển nhà. Thì đó, bạn nào mà xem video gần nhất của mình đã biết rồi, là mình đang lại chuyển nhà, đã ổn định một cuộc sống mới. Và lần này thì mình đã chuyển gần xong rồi. Tuy nhiên thì do số lượng đồ chơi mình có cũng khá là lớn ý, không phải là flex đâu. Thực ra là cũng là có một flex một chút, nhưng mà đó, do số lượng đồ chơi khá là lớn nên mình vẫn chưa bài trí xong cái bộ sưu tập của mình ở nhà mới. Nên là tạm thời ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một video khác mà mình nghĩ vẫn khá là hay, khi mà nó trả lời được một trong những cái câu hỏi thế kỷ mà mình luôn được các bạn thắc mắc ở trên kênh của mình ấy. Đó là đâu là món CSM mà giá vừa ngon mà chơi lại vừa hay mà lại vừa đáng sưu tập. Đó, nghe rất là khó đúng không nào? Khi mà dòng đồ chơi CSM thì vốn nổi tiếng là dòng đồ chơi cao cấp đúng không? Giá thì cao, nhất là so với dòng như là DX hay là dòng đồ chơi bootleg của Trung Quốc. Tuy nhiên, không có nghĩa là bạn không thể nào mơ một món mà giá ngon mà lại chơi hay được cả. Tại vì nhờ cái sự phát triển của thiên đường mua sắm Việt Nam nói riêng và thị trường đồ chơi quốc tế, đặc biệt là nguồn hàng Trung Quốc hiện tại cũng khá là phổ biến ấy, nên là đã có rất nhiều món CSM mà giá thành của nó thì không phải quá cao nhưng mà chất lượng thì cực kỳ ổn áp luôn, rất nhiều tính năng, xong rồi ngoại hình đẹp. Đó, thì video ngày hôm nay chúng ta cùng nhìn qua top 6 món CSM giá thì bình dân nhưng mà chất lượng lại cực kỳ thượng đẳng luôn nhé. Thì nói chung là chúng ta hãy đặt ra một vài quy luật cho cái top 6 này. Thứ nhất là giá của nó sẽ khoảng dưới 6 củ và nó sẽ là hàng second hand nhé. Chứ tất nhiên vì hàng new thì món gì cũng đắt rồi nên không phải bàn cãi. Nhưng mà nếu chung như bạn mua những món second hand chủ yếu là ở thị trường Việt Nam hoặc là nguồn Trung Quốc thì giá của nó sẽ rất là rẻ thôi, dưới 5 củ khoai. Cụ thể là mình nghĩ chắc chỉ tầm 3 đến 4 củ thôi là đã mua được rồi. Xong rồi cùng với đó nhé, là không chỉ giá rẻ mà phải chất lượng hay và tính năng vượt trội, cũng như là có những điểm gì đó đáng mua. Chứ nếu mà chỉ có rẻ không thôi thì rất nhiều món nhưng mà hay thì chưa chắc đâu nhá. Ok, thì không còn chần chừ diễn gì, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bảng xếp hạng top 6 món CSM giá rẻ nhưng mà lại ngon nào. Epic Batman. Ready, fight. Ok, bắt đầu với vị trí số 6, chúng ta sẽ có chiếc CSM Delta Gear. Nói chung thì mình thấy ở thị trường mua sắm Việt Nam thì đây cũng là một con hàng mà thường xuyên được mua đi bán lại, và có lẽ là đó là một minh chứng nữa rất rõ ràng cho việc con hàng này được ưa chuộng như thế nào. Thì chiếc CSM Delta Gear đầu tiên là đáp ứng được cái nhu cầu mà mình đã nói từ đầu, đó là giá của nó khá là thơm. Nhưng mà nếu mà chỉ mà giá rẻ thôi thì cũng chưa đủ để nằm trong video này, mà nó còn là một con hàng mà mình thấy rất là đáng để sở hữu về mặt tính năng chơi cũng như ngoại hình. Thì về mặt tính năng mà thấy rồi đó, Delta Gear có một cái công nghệ khá là xịn sò là khả năng nhận diện giọng nói. Đó, thì đó là một cái chức năng nó cũng khá là hiếm thấy ở dòng CSM. Và nhìn chung thì đây cũng là một cái công nghệ mình thấy cũng khá là tốt, để vì nó nhận diện được toàn bộ các câu lệnh của bạn, và chỉ khi bạn nói đúng cái câu lệnh thì bạn mới thực hiện được các đòn tấn công hay là các biến hình gì đó. Thế nên là chỉ riêng mặt đó thôi, về mặt công nghệ thôi, mình thấy nó rất là đáng để khen ngợi rồi. Nhưng không chỉ thấy đó, đúng không? Bạn thấy là con hàng này nó có một cái ngoại hình rất là chuẩn chỉnh, nó được làm mới hoàn toàn luôn, khuôn mới chứ không dùng khuôn cũ của DX. Và cái khuôn mới này thì làm kích thước rất là to, sát với đặc cụ trên phim luôn, nên là cầm rất là sướng, rất là đầm tay luôn, và trưng bày thì khỏi đỉnh khỏi bàn nữa không nào. Cùng với đó thì sản phẩm này nó có tích hợp thoại không chỉ một mà tận hai nhân vật liền. Đầu tiên là nhân vật mà rất nhiều bạn yêu thích, đó là Kitazaki, là Dragon of Nox. Đó, thì rất nhiều câu thoại của chú đó, và cùng với đó là những hiệu ứng biến hình, âm thanh đặc biệt như là âm thanh biến hình hay là hủy biến hình của of Nox, đúng không? Xong rồi ngoài ra bạn sẽ có giọng của nhân vật Mihara. Thì nói chung là một số người thích, một số người không thích, nhưng mà nói chung là đấy, hai thoại nhân vật thì khá là ngầu rồi. Cùng với đó là vài bài BGM cũng rất là phổ biến ở trong Kamen Rider Files, nên là đó là một cái điểm cộng rất là hay. Về món đồ chơi Delta Gear này thì đấy, như mình nói rồi, ngoài cái chức năng nhận diện giọng nói cực kỳ ngầu ra đấy, nó nhận được cả tiếng Anh tiếng Nhật luôn đó, thì nó còn có những cái chức năng chơi rất thú vị đúng không? Bạn không chỉ có thể làm những điều cơ bản như biến hình bắn súng hay là kết liễu, mà bạn còn có những cái âm thanh phụ rất là thú vị, như là cái âm thanh điều khiển triệu hồi và điều khiển cái Jet Slinger. Và tất nhiên là bạn cũng phải đọc mã, và nó sẽ nhận diện cái mã số như là 3821 đấy, đọc bằng tiếng Anh đấy, thì nó sẽ triệu hồi xe, và bạn sẽ có cả âm thanh lái xe, xong rồi âm thanh kiểu phóng tên lửa các thứ nữa. Nói chung là nó rất là sát luôn, nên thực sự là
chỉ thế thôi, mình thấy thế nó quá là đáng để sở hữu rồi đúng không? Nhưng không chỉ vậy, nó còn có những cái điểm mà đặc trưng của dòng đồ chơi CSM5 như là khả năng kết nối hồng ngoại đúng không? Và bên hình thì nó sẽ bắn cái tia hồng ngoại vào thắt lưng nữa để hiển thị cái LED sáng lên, lại rất là sát phim. Xong rồi lúc bạn thực hiện đoàn kết liễu, nó sẽ chiếu được cái tia hình gọi là hình chiếu ấy, cái biểu tượng tam giác của Delta lúc bạn làm đoàn kết liễu đấy. Tức là nó rất là chi tiết luôn. Tức là nói chung là mình thấy dòng CSM của Fives thường giá khá là cao, như là Kaiza Gear hay Fives Gear. Fives Gear thậm chí là phiên bản 1.0 cho dù đã hạ xuống rất nhiều rồi vì phiên bản 2.0 sắp ra, nhưng mà giá của Fives Gear phiên bản 1.0 thì vẫn ở một cái tầm mà có thể cao với nhiều bạn. Thế nên là nói chung là nếu bạn yêu thích Kamen Rider Fives hay là yêu thích những mà CSM công nghệ cao mà giá rẻ kiểu như là bình dân nhưng mà chơi vẫn ngon, vẫn nhiều chức năng chơi đúng không? Tại vì nó không chỉ là một thiết bị biến hình, nó còn là một cái vũ khí đi kèm nữa, nên là nó rất hay, 201 đúng không? Đó, thì vị trí số 6 của chúng ta sẽ là chiếc xe Delta Gear. Tiếp theo, ở vị trí số 5, chúng ta sẽ có chiếc CSM DK Driver phiên bản 2.0. Mình biết là khi mình nói đến tên món này, suy nghĩ đầu tiên của rất nhiều bạn sẽ là nhưng mà nó có phiên bản bootleg Trung Quốc rẻ tiền mà đúng không? Thì tội gì phải đi mua hàng CSM đắt hơn? Thì nếu như cái nhu cầu cơ bản nhất của bạn chỉ là mua rẻ nhất có thể thì vâng, phiên bản bootleg Trung Quốc là một lựa chọn rất là tốt. Nhưng nếu bạn muốn một cái mức giá rẻ ở một cái phân khúc sang trọng, tức là chơi đồ sang mà giá vẫn ngon ấy, thì thực ra phiên bản DK Driver 2.0 là một lựa chọn không hề tồi. Thứ nhất thì nó là hàng chính hãng, tất nhiên rồi. Và thứ hai là giá của nó thì hiện tại không phải là quá cao so với mặt bằng chung của những món chiếc xe chính hãng chất lượng cao. Thì cái DK Driver 2.0 này sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là chỉ có driver và một phiên bản là kèm cây touch. Thì cái phiên bản kèm cây touch thì mình không biết là giá rổ như nào, tại vì ngày xưa mình mua ở nguồn Nhật lúc mà nó vừa mới ra thì khá là cao, nhưng mà có lẽ bây giờ nếu bạn chỉ mua ở phiên bản nguồn ở Trung Quốc ấy chắc là nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà nếu mà nói về gọi là cái giá rẻ nhất thì phiên bản driver lẻ là một cái option khá là tốt. Thì tất nhiên là phiên bản bootleg của Trung Quốc thì làm khá là sát với phiên bản real, nhưng mà phiên bản real có một số thứ mà phiên bản bootleg không hề có. Thứ nhất là chất lượng gia công tốt hơn, tại vì nhiều phiên bản ở bootleg của Trung Quốc mình thấy là vừa mua xong đã bị lỗi mạch rồi, hay là cái mắt đọc thẻ ấy, là chơi một thời gian rất là dễ bị hỏng. Thì ít nhất ở phiên bản xịn ấy, phiên bản chính hãng ấy, thì cái phần mắt đọc của nó sẽ ổn định hơn. Ngoài ra thì chất lượng gia công nó sẽ đẹp hơn, đặc biệt là ở các lá bài, vì mình thấy ở phiên bản bootleg ấy thì nhiều lá bài ấy nó bị in rất là kém, thậm chí là in lệch cái logo ở mặt sau ấy, nên khi bạn nhét cái logo vào và đóng driver lại ấy thì nó còn bị in lệch hướng, các tờ trông nó rất là xấu ấy. Và cùng với đó thì cái chức năng của cái DK driver phiên bản bootleg có một cái nó không có là khả năng, nếu mình không nhầm là khả năng lưu gọi là ghi nhớ các thẻ bạn đã dùng. Ví dụ như là nếu như bạn biến hình thành Kamen Rider Fives đúng không, xong rồi bạn dùng cái thẻ Final Attack Ride thì nó sẽ có một âm kết liễu của Fives là cái đòn Crimson Smart. Nhưng nếu như bạn không biến hình thành Fives mà bạn dùng cái thẻ Final Form Ride, sau đó bạn dùng Final Attack Ride thì nó sẽ ghi nhớ và nó sẽ có một âm thanh riêng là âm thanh của kết liễu của DK khi mà biến Fives thành cái khẩu súng để bắn ấy. Đó, bạn hiểu ý mình rồi ấy. Thì nói chung là đó là khả năng mà mình nghĩ là hình như phiên bản bootleg không có. Với cả nếu mình không nhầm nữa, tại vì mình chưa xem kỹ review, nhưng mà mình không biết là phiên bản bootleg là có cái chế độ mà DK bị Momotaro nhập không. Nhưng mà đấy, nói chung là phiên bản chính hãng thì nó sẽ có cả chức năng đó nữa, và tất nhiên là chất lượng loa, chất lượng âm thanh thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Thế nên là mà bản thân cái DK driver phiên bản chia xe cũng là một món đồ chơi rất hay đúng không? Bạn sẽ có rất nhiều âm thanh với một cái set bạn driver mua đấy, bạn có thể biến hình thành tất cả các main HC rider đúng không? Từ Kuga đến DK và rất nhiều âm kiểu biến đổi form, xong rồi đằng kết liễu nữa. Xong rồi nếu mà bạn thích bạn có thể tự in thêm card để bạn chơi cùng thì cũng ok hết. Và nói chung là mình nghĩ là giá của nó hiện tại không hề quá cao đâu, nên là một món đồ chơi mà rất nhiều âm thanh, rất nhiều các chế độ thú vị và một cái giá hợp lý. Và nhân vật DK thì được yêu thích như nào thì hẳn các bạn cũng đã biết rồi. Nên là nếu như các bạn thích rẻ thì một lần nữa bạn có thể mua phiên bản bootleg là một lựa chọn rất là tốt. Nhưng nếu như bạn vừa thích giá hợp lý nhưng mà vẫn là hàng chất lượng cao và chơi thì bền hơn thì bạn có thể cân nhắc cái phiên bản driver lẻ của cái chiếc xe DK Driver 2.0 nhé. Ở vị trí số 5, chúng ta sẽ có chiếc CSM Isabel và Isarizer. Thì đây là một món mà mình cũng khá là cân nhắc, tại vì mình cũng thấy là mình đang cân nhắc món này với cả cái Kiva Bell đúng không? Hai món thì đều cùng ở một series, và Kiva thì là main rider nên ban đầu thì mình cũng suy nghĩ về Kiva. Nhưng cái Kiva Bell thứ nhất là nó cũng hay, nhưng mà nó chỉ có đúng một cái bell ấy, còn cái thiết bị để lên final form ấy là cái con Taxolot ấy
thì lại bán lẻ. Thế nên là nếu bạn mua thì bạn sẽ rất cồng kềnh, bạn phải tìm mua cả hai thứ. Cùng với đó là cái con Kivat thì nó khá là tốn pin, chơi rất là nhanh hết pin ấy, nên nó một cái điểm trừ. Thế nên là sau khi cân nhắc thì mình đã quyết định chọn cái Isabel và Isarizer để nằm trong cái top 6 này. Đó, thì như bạn thấy là cái món này thì nó sẽ bán cả theo một set luôn. Là khi mua bạn sẽ có thiết bị biến hình và thiết bị để có được Final Form của Isa. Mà nói chung là Isa thì gần như là chỉ có từng cái thiết bị thôi, thì chỉ thiếu mỗi cái thanh kiếm Isa Caliber là full set rồi. Thế nên là đấy, nhìn chung là bạn mua cái set chia xem này là bạn đã có gần hết những cái thiết bị quan trọng của Isa. Nên đó là một điểm cộng rất lớn, đúng không? Thay vì phải có như là mua lẻ tẻ từng thứ một. Cùng với đó thì cái món Isabel này là một món mà thực sự là nó như một cái như là viên ngọc ẩn mình ấy, tại vì nghe đúng không thì rất là phèn, tại vì Isa thì có gì đâu đúng không, chỉ có đúng một form chính và một final form. Nhưng mà đấy, như bạn thấy là cái món này nó thứ nhất là nó có tận hai chế độ chơi, là khá là sao bản DX ngày xưa đúng không. Isabel thì có chế độ của Isa save mode và chế độ của Isa burst mode, và cùng với đó là có thoại của hai nhân vật luôn, là của nhân vật Nago Kesuke. Thì nói chung đấy, Nago thì là nhân vật chính dùng Isa nên là cũng không bất ngờ lắm, cho dù không phải nhiều người thích ông ấy lắm. Nhưng tất nhiên mình nghĩ một người mà chắc chắn ai cũng sẽ yêu thích, và có lẽ có như mình hay nói vui là nhân vật mà gánh luôn cả phim của Kiva ấy, đó chính là Otoya Kurenai, đúng không? Một trong những nhân vật thực sự rất ấn tượng. Và đó, bạn mua sản phẩm này là bạn sẽ có thoại của chú luôn. Đấy, mà diễn viên Toku cũng rất là yêu thích đúng không? Đó, nên là thực sự là một điểm cộng rất là lớn. Nhưng cùng với đó thì cái bản thân cái Isabel này có rất nhiều các chế độ mà phiên bản DX ngày xưa không hề có. Cùng với đó là các cách chơi rất là thú vị. Đặc biệt nhất là nó cũng có rất nhiều công nghệ hay ho. Dễ thấy nhất là cái công nghệ hồng ngoại, giống như cách làm đồ chơi của Fire Gear đấy, là nó sẽ có kết nối hồng ngoại với cả cái bell. Tức là cái bell như bạn thấy đấy, nó là có một hệ thống led riêng, và nó sẽ kết hợp với cái sóng hồng ngoại ở trên cái Isa Knuckle để phát đèn đúng không, và thực hiện các tuyệt chiêu. Cùng với đó là phát được âm thanh hủy biến hình, xong rồi nó còn kết nối sóng hồng ngoại cùng với cả cái điện thoại Isa Riser, để khi bạn làm đòn kết liễu đúng không, bạn cho cái còi vào, bạn kích hoạt cái sóng hồng ngoại ấy, thì nó sẽ gửi tín hiệu vào cái khẩu súng Isa Riser để làm đòn kết liễu đấy. Xong rồi thậm chí là cho dù đúng không, Isa thì có rất ít form, nhưng mà bạn có rất nhiều các chế độ âm thanh khác nhau đúng không, bạn có thể biến hình thành Isa 51986 đấy, và cái giọng nó sẽ trầm hơn, ngầu hơn. Xong rồi với Isa của thời kỳ 2008 đấy, thì bạn sẽ có các âm thanh biến khác nhau đúng không? Ví dụ âm thanh biến hình mà mặt nạ đang đóng này, xong rồi kích hoạt để mở mặt nạ ra, hay là âm thanh biến hình lên thẳng rising form luôn mà không cần dùng đến cái điện thoại. Đó, xong rồi về cái điện thoại đó, thì bạn có các âm thanh chế độ tấn công khác nhau, xong rồi bạn còn có cả rất nhiều các câu thoại của Nago và Otoya nữa. Thế nên là nhìn chung là đây là một món mà mình nghĩ chơi sẽ rất là hay, tại vì nó là một món công nghệ cao đúng không, rất nhiều các công nghệ được tích hợp và rất đầy đủ, gần như là tất cả những cái thiết bị chính để lên các form khác nhau của Isa, dạy xong rất nhiều bài nhạc nền nữa, cách chơi rất đa dạng, rất sáng tạo. Bạn có thể vừa dùng vừa là thắt lưng máy hình đúng không, mà vừa có các vũ khí đi kèm, nên là chơi nó rất là để tưởng tượng đúng không, nhập vai vào nhân vật nó rất là hay ho. Thế nên là vừa có mất chưa kể là nó còn có cả cái giọng cameo của con Kivat nữa đúng không? Khi mà dùng các còi fake, đã sẽ có cả âm thoại của Kivat nữa, rất là hay ho. Thế nên là nhìn chung rằng mình nghĩ đây là một món chiếc xem giá sẵn là rất là ngon rồi. Tại vì mình thấy Isa, cái chiếc xem Isa cũng là một món mà thường xuyên được mua đi bán lại trên chợ Việt Nam. Thế nên là chứ nếu bạn đủ may mắn ấy, thì bạn cũng sẽ mua được nó kiểu như ngẫu nhiên trên chợ thôi, nên không đến mức gọi là khó mua, hiếm quá khó tìm lắm đấy, và giá ở thị trường Việt Nam cũng khá là ngon nữa. Thế nên là chắc chắn là một con hàng mà có thể cân nhắc. Ở vị trí số 3, chúng ta sẽ có chiếc CSM Double Driver 1.5 phiên bản Futopi. Mình tin rằng Kamen Rider Double luôn được yêu thích đúng không? Không chỉ ở cộng đồng dân chơi Việt Nam nói riêng, mà chắc chắn là ở quốc tế nói chung nữa. Một series mở đầu một cái thời kỳ mới của Neo Heisei và rất là cuốn hút về cả cốt truyện nhân vật đúng không? Mà chắc chắn là không thể nào không kể đến là những món đồ chơi tiêu biểu nhất đúng không? Mà thấy là cái Double Driver đã được tái bản liên tục trong những năm qua với các phiên bản khác nhau đúng không? Phiên bản DX thì rất nhiều phiên bản đúng không? Phiên bản DX gốc, phiên bản Super Best, xong rồi phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm Heisei đấy mà bán vào thời của Geo đó. Xong rồi đấy, CSM cũng thấy đúng không? Chúng ta đã có phiên bản CSM Double Driver 1.0, và cái đó cũng là món CSM đầu tiên được bán ra. Đấy, sau này họ còn có phiên bản CSM Double Driver 1.5 nữa. Đó, rất là cồng kềnh. Xong rồi đến gần đây đúng không?
khi mà Double được ưu ái mà có một bộ anime riêng là đấy, Thám tử thành phố Futo đó, thì chúng ta lại có một phiên bản Double Driver CSM 1.5 nữa. Thì phiên bản này nó rất đặc biệt, thứ nhất là họ đã cải thiện ngoại hình của cái memory và họ có thêm rất nhiều âm thanh chức năng mới. Thế nên là về lý thuyết thì đây là phiên bản CSM Double Driver tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thì những cải tiến của nó thì ở chức năng thì đầu tiên tất nhiên rồi là nó sẽ có rất nhiều các chế độ khác nhau. Với chế độ mà bắt chước phim ấy, do bắt chước cái TV series ấy, thì dù không hề có thoại của hai diễn viên gốc đóng Shotaro và Philip, rất đáng tiếc, nhưng bù lại thì bạn có rất nhiều cái hay ho, như là rất nhiều âm thanh kết liễu mới. Ví dụ như mà khi mà xài Joker Cyclone là một vài đoạn kết liễu, xong rồi Hit Joker ấy, hay là Luna Joker, đã tức là nó kết hợp các combo khác nhau ấy, đó thì nó rất rất nhiều các âm thanh, đúng không? Ví dụ như là cái đòn Twin Maximum đó, thì thấy rất là rất nhiều âm thanh Maximum Drive mới, và nhìn chung là chỉ riêng cái đó thôi nó rất là ngầu rồi. Không chỉ thế, đúng không, bạn sẽ có cả âm thanh hủy biến hình nữa đó. Thì ở chế độ TV series thì là một âm thanh hủy biến hình giống ở trong phiên bản TV series hồi 2009. Tiếp theo chuyển sang chế độ là chế độ anime, thì bạn sẽ có thoại của hai nhân vật là của hai seiyu đó, lồng tiếng cho Sotaro và Philip, cũng là hai seiyu cũng khá là có tiếng ở Nhật Bản, nên đó là một điểm cộng. Xong rồi đó, nhưng bạn thấy là rất nhiều các câu thoại mà được nói xuyên suốt ở trong cái TV series, đúng không? À, trong cái bộ anime, xin lỗi, trong cái bộ anime. Xong rồi không chỉ thế, với cái dạng Cyclone Joker thì bạn có một âm thanh biến hình đặc biệt, là âm thanh mà lần đầu tiên mà nhân vật biến hình ở trong cái tập 2 của bộ anime. Âm thanh biến hình rất là dài đó, mà nghe nó rất là ngầu nữa. Đấy, xong rồi bạn cũng có một âm thanh hủy biến hình riêng dành cho cái bộ anime, rất là chi tiết luôn. Riêng với cái Cyclone và Joker Memory thì bạn còn có một chế độ thứ ba là chế độ chơi với Lost Driver đấy, thì bạn sẽ biến hình thành Kamen Rider Joker và Kamen Rider Cyclone. Đó, thì chế độ chơi solo rất là hay và chưa phiên bản chiếc xe nào làm được. Thế nên là với một con cái giá hiện tại nó cũng khá là ngon ấy, mình nghĩ không quá cao đâu, tầm 3-4 củ khoai gì đấy là có thể mua được rồi, thì chắc chắn là một sự chọn rất tốt. Tại vì một series nổi tiếng, đúng không, mà mua thì bạn rất nhiều form, đúng không, bạn có thể trao đổi các memory, tạo ra các form khác nhau, lại xong rồi có thoại các thứ, xong rồi có các đòn âm kết liễu đặc biệt rất là đa dạng luôn đấy, xong rồi rất nhiều các chế độ chơi ẩn nữa. Nên chắc chắn là cái CSM Double Driver 1.5 phiên bản Futobi sẽ là một CSM mà bạn có thể chơi một thời gian dài mà không phải chán, đúng không? Xong rồi trưng bày rất là đẹp nữa. Ở vị trí số 2, chúng ta sẽ có chiếc CSM O-Scanner phiên bản 10 năm. Đó, thì bạn hãy nghe kỹ nhé, là phiên bản O-Scanner lẻ do cái lần tái bản. Vì trước đó, đúng không, chúng ta đã từng có CSM O rồi. Xong rồi đó, đến khi mà O có một cái movie siêu phẩm mà mình coi như chưa tồn tại đó, movie kỷ niệm 10 năm, thì họ đã bán lại một cái lần tái bản lần nữa của cái phiên bản O's đó. Thì họ sẽ có 3 option cho bạn. Option đắt tiền nhất thì tầm 13-14 củ sẽ là cái phiên bản complete set với một đống medal trong cả TV series, cả movie và những medal từ tương lai và cả cái Poseidon Buckle hay Driver gì đó nữa, thì bỏ qua cái đó, giá nó khá là điên. Sang một phiên bản nữa là phiên bản Driver thì chỉ có O's Driver và những cái medal chính của ông đó. Thì ok, một lựa chọn khá là tốt, nhưng giá nó vẫn khá là cao khi mà ở tầm, mình không nhầm là tầm 5-6 củ gì đó, thì tạm thời bỏ qua cái đó luôn. Thì phiên bản ngon nhất là cái phiên bản O-Scanner lẻ. Thì với phiên bản này thì bạn sẽ có một cái O-Scanner và 3 cái medal của O-Tajador Eternity. Thì thực ra thì với cái lần tái bản này của cái O-Driver thì tất cả những sự thay đổi lớn nhất đều nằm ở cái scanner. Đấy, thế nên là scanner này thì như bạn thấy là ngoại hình thì làm khác với phiên bản 1.0, là nó có làm bằng nhựa nhám, khá là hay ho. Cùng với đó là tích hợp rất nhiều thoại luôn, không chỉ có thoại của riêng cặp đôi AG và Ank mà còn có thoại của King Oz cổ đại cũng như của nhân vật Goda nữa. Cùng với đó là cực kỳ nhiều bài nhạc nền mới, rất nhiều hơn so với chiếc xe 1.0, và cực kỳ nhiều cách chơi mới, cực kỳ nhiều các chế độ đặc biệt. Nói chung là nó có quá nhiều cái để mình nói, nên là thực ra thì bạn nào muốn biết rõ hơn ý, thì bạn hãy xem lại cái review chi tiết của mình đấy. Nhưng mà nói chung là tất cả thay đổi đều nằm hết ở cái scanner. Thế nên là mà một cái hay nữa, vấn đề về sao mình nhắc đến cái scanner không này, tại vì nó cái hay ý, là cái medal là nó có đọc được medal của DX hay là làm đồ chơi Candy Toy Gashapon. Tức là bạn dùng medal gì cũng được. Tất nhiên medal của CSM thì ngoại hình nó sẽ đẹp hơn, sát phim hơn. Nhưng mà ví dụ mình, chúng ta nói về câu chuyện là món đồ chơi vừa rẻ vừa ngon, đúng không? Thì tối ưu nhất ý, là bạn có thể mua cái CSM scanner lẻ này. Sau đó bạn chỉ cần mua thêm một cái O-Driver phiên bản DX thôi. Và mua thêm các medal DX thì
món này cái scanner Shazam ấy nó vẫn đọc được hết nhá, tức là nó vẫn đọc được chip của cái driver, xong rồi vẫn đọc được chip của toàn bộ các middle DX ngoại trừ Goda thôi. Goda thì ba cái middle của Goda là bán kèm cái Tazador Spinner, nhưng mà bỏ qua cái đó đi, thì cứ tập trung vào cái driver đó, thì bạn chỉ cần mua một cái Shazam scanner lẻ đấy, bạn có luôn cả ba cái middle của Old Tazador Eternity rồi đấy. Nên là nếu như chúng ta nói về câu chuyện là một con hàng gọi là vừa ngon vừa rẻ đó, thì cái Old Scanner là một lựa chọn quá là ngon, đúng không, tại vì nó tích hợp toàn bộ những sự thay đổi mới nhất của cái Shazam Old, đúng không, rất nhiều âm thanh, rất nhiều câu thoại mới, cực kỳ nhiều bài nhạc nền, cực kỳ nhiều các chế độ chơi khác nhau đó. Nên là chắc chắn là một lựa chọn quá là đỉnh cao, đúng không nào? Đấy, thì bạn có thể cân nhắc cái phiên bản Old Scanner này. Tất nhiên là nếu ăn chơi một chút thì có thể mua luôn phiên bản Driver cũng được. Nhưng mà nói chung là vừa rẻ vừa ngon thì cứ quất cái Scanner sau rồi sau đó chơi thêm một ít Driver DX và Middle DX là vẫn là ổn áp rồi. Cuối cùng ở vị trí số 1, chúng ta sẽ có chiếc Shazam Amazon Driver. Phải nói rằng đây là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của mình luôn. Khi mà mình lập ra cái danh sách này thì top 1 của mình đã auto là Amazon Driver rồi. Không hề có sự cân nhắc, không hề có sự khó khăn gì cả. Luôn luôn là Amazon Driver. Lý do thì quá là dễ hiểu đúng không? Thứ nhất, giá của nó rất là thơm ngon, mời bạn ăn nha. Đấy, bạn có thể lên chợ Hobby Việt Nam và hỏi giá mà xem. Giá của nó thì quá là rẻ so với chất lượng của nó bạn ạ. Nhưng bạn thấy là cái driver này đúng không? Đầu tiên là về ngoại hình của nó là một cái khuôn mới, khác hẳn so với DX và cực kỳ to luôn. Mình thấy là gần như là 100% sát với đá cụ giữa mình dùng trên phim. Đặc biệt là hai cái tay cầm hai bên được làm bằng die cast kim loại, cầm cực kỳ nặng tay, cực kỳ sướng luôn. Và nó tăng cái sức nặng cũng như là tính sang trọng của sản phẩm lên nữa. Không chỉ vậy, con driver này đã là một sự tri ân hoàn hảo đến season 1, khi mà có đủ hết 3 rider của season này luôn, bao gồm Amazon Alpha, Omega và Sigma. Không dừng lại ở đó, họ còn có cả thoại của đủ 3 diễn viên đóng 3 rider này. Đó, thấy không? Một chiếc xe mà số lượng thoại nó rất là lớn đúng không nào? Không chỉ thế, chúng ta còn có là các âm thanh biến hình đặc biệt đúng không? Không chỉ có một âm thanh biến hình mà bạn còn có là với mỗi một rider bạn sẽ có các âm thanh biến hình khác nhau đúng không? Ví dụ âm thanh biến hình ngắn, âm thanh biến hình dài, âm thanh biến hình ở tập cuối hay là âm thanh biến hình ở movie, xong rồi còn có cả âm thanh biến hình mà chỉ có tiếng nổ không ấy, tức là họ rất là chi tiết luôn. Tất cả cảnh biến hình đặc biệt đều có hết ở đó. Và còn có một cái vũ khí đúng không? Một cái đầu lưỡi liềm của Amazon đi kèm cho set này nữa để tạo thành một cái vũ khí hoàn chỉnh ấy, thì nó rất là hay đúng không? Bạn vừa có thể biến hình nữa, vừa có vũ khí và có đoàn kết liễu. Đó, xong rồi nó còn có rất nhiều bài nhạc nữa. Tất cả những bài nhạc phổ biến nhất ở trong season 1 đã tích hợp trong con này. Thậm chí nó còn có cái bài ending Die Set Down của season 2 cũng được tích hợp luôn ở trong món này. Đó, xong rồi hệ thống LED đúng không? Thì bạn thấy LED rất là to, sáng, rất là đẹp. Thậm chí là bạn có một cái co sung huyết của Omega. Đấy, nó sẽ là hiện tượng lan ánh sáng la thành các đường gân máu đúng không? Thật sự rất là giống với các cảnh phim nữa. Nên là thật sự mà nói rồi, họ đã tích hợp được tất cả những cái tinh hoa hay nhất của season 1 của Amazon đúng không? Cũng là một cái season hay nhất khi mà so với season 2 hay so với movie đúng không? Thì season 1 mình vẫn cho là season quá đỉnh cao. Và Amazon thì mình nghĩ bạn mọi người cũng đã quá biết rồi đúng không? Mà series rất nổi tiếng, luôn được mang ra khè đúng không? Là Kamen Rider không phải dành cho trẻ con đó, nên là rất là khách sạn đúng không? Mua cái Amazon Driver này ai cũng kính nể, tại vì ai cũng biết đến Kamen Rider Amazon ngầu như thế nào. Thế nên là chắc chắn là khi mà nói về một món đồ chơi mà giá vừa ngon, xong rồi vừa nhiều tính năng, vừa nhiều âm thanh, hệ thống LED rất đẹp đa dạng, xong rồi lại còn tri ân cả một season 1 đúng không? Với thoại của rất nhiều diễn viên nữa. Đấy, thì chắc chắn là Amazon Driver đã đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của bạn. Vậy nên là nếu như bạn còn lăn tăn là không biết chọn một món CSM nào mà thơm ngon lại bổ dưỡng như thế, thì chắc chắn hãy cân nhắc cái CSM Amazon Driver này nhé. Ok, vậy thì đó sẽ là top 6 món CSM tuy bình dân nhưng lại cực kỳ thượng đẳng của mình. Tất nhiên, đây chỉ là một ý kiến cá nhân thôi. Dù cá nhân này thì cũng chơi khá nhiều món CSM rồi, nên là cũng uy tín đấy, bạn có thể tin tưởng. Cho dù tin một người tên bếp thì cũng không phải là một lựa chọn quá là sáng suốt. Nhưng dù sao thì là đùa thôi. Mình cũng mong rằng cái bản xếp hạng này sẽ cho các bạn thêm một cái góc nhìn để lựa chọn được cái sản phẩm trong cái bộ sưu tập của mỗi người. Như mình nói rồi, thì nói chung là về sưu tập này thì quan trọng nhất là bản thân bạn phải thích và bản thân bạn muốn mua, chứ không phải mua chỉ vì nó rẻ hay là mua chỉ vì người ta bảo thế, đúng không nào? Đó, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những cái bài review mới trong tương lai. Chắc chắn là sẽ nhiều điều thay đổi mới, hay ho.
nên là đừng quên đón chờ nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Bye bye.